Sứ Chích Tá hỏi là: Kính thưa sư, xin cho con hỏi, con nghe kinh tụng hằng ngày có tốt không, và những điều tốt khi nghe kinh tụng là gì? Con cảm ơn sư. Thưa quý vị, cái chuyện đầu tiên khi mà mình thực hành các cái nghi thức như là kinh tụng, tụng kinh hằng ngày, thì đầu tiên là nó phát triển cái tính của mình. Thì chúng ta sẽ có niềm tin nơi Tam Bảo ngày một phát triển hơn. Cái thứ hai, đây là cái mà sư luôn luôn ưu tư, luôn luôn nhắc nhở, đó là gì? Kháng kinh giả, minh Phật chi lý, kính Phật giả, lễ Phật chi đức. Tức là xem kinh hoặc là tụng kinh là mình phải hiểu nghĩa của kinh. Lạy Phật là mình kính cái đức của Phật. Đó, chứ còn mình tụng kinh mà mình tụng như con vẹt, miệng thì tụng mà đầu để ở chỗ khác, thì sư e là phước nếu có thì cũng rất là ít ỏi. Nó giống như cái người mà đi vào trong cái kho vàng ấy, mà người ta kêu là bây giờ hốt được bao nhiêu thì hốt, mà người này thì tay vừa bấm điện thoại thì dùng hai cái ngón tay ấy, coi như kẹp được cái gì đó thì kẹp thôi, kẹp cái gì đó thì kẹp, còn tay thì lo lướt điện thoại. Thì phải nói cái kiểu đó là kiểu không phải kiểu của người trí ha. Mà mình đi vào kho vàng mà người ta nói là bây giờ lấy được bao nhiêu thì lấy, thì mình phải dẹp điện thoại qua một bên đó, mình lo mình kiếm đồ, thậm chí là mình lột đồ ra để mình làm cái túi đó, rồi mình nhét được bao nhiêu vàng đó vào mà mình nhét. Cho nên á, nếu như mà mình tụng kinh hằng ngày một cách đúng thì chắc chắn á, quỳ chờ sư tí xíu. Chắc chắn là mình sẽ có được nhiều lợi lạc, là mình vừa phát triển đức tin mà vừa phát triển trí tuệ. Rồi cái sự lợi lạc nữa là gì? Là khi mà mình tụng hàng ngày mình thuộc rồi đó, thì nó sẽ thấm vào trong máu. Rồi khi mình đụng chuyện, mình có cái để mình xài. Rồi khi mà lúc mình tiếp xúc với đời nè, lúc mình bệnh nè, lúc mình nằm trên giường cận tử nè, lúc mình chết nè, đó, thì đó là những khi mà mình có thể nhớ lại những bài kinh mà mình tụng hàng ngày. Đương nhiên với điều kiện là mình thuộc và mình hiểu nghĩa, chứ không phải là mình như con vẹt nha. Thì không biết vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ như thế nào. Chờ một tí xíu. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, ở đây là khi mà quý vị này hỏi câu hỏi này, thì trong một câu hỏi thì có hai câu hỏi, hai cái vế. Cứ nghe vế đầu là hỏi là nghe kinh tụng hàng ngày có tốt không. Thì riêng cái vế này nè, sư chỉ thêm một cái điều như vậy thôi, không? Là hỏi mà tốt không đó, là sư nói là tốt, nhưng mà nghe kinh tụng phải đúng, thì phải đúng kinh, phải đúng là kinh đó, nghe đúng kinh, đây là đúng là Phật dạy thôi, vậy đã nói tới kinh thì phải đúng, đúng là Phật dạy, không? Và quan trọng hơn là khi mình nghe kinh đó, đó có đối tượng đó, tụng kinh đó là ai, rồi mình nghe như thế nào thì đó mới gọi là tốt. Thì cái chi tiết đó sư sẽ giảng giải cho quý vị hiểu rõ hơn, đúng không? Còn còn nói là nó tốt như thế nào thì Đức Hạnh Tuệ cũng đã nói rồi, nhưng mà ở đây sư xin muốn nói một cái ý nghĩa mà nó sâu sắc, quý vị hiểu rõ. Có nhiều người đơn thuần giống như Đức Hạnh Tuệ có nói, sư cũng hoàn toàn đồng ý, nghĩa là nghĩ là học kinh tụng đó, như mình học nhiều bài kinh đó, mình để mình cầu cho an lành, cho sức khỏe, không, cho tài vật đó, rồi cho gia đình êm ấm, rồi để tránh mọi lỗi, tránh hiểm họa hiểm nguy rồi đó, kiểu vậy, tránh bùa tránh ngải, thậm chí bùa ngải rồi đó, kiểu vậy, rồi tránh ma tránh quỷ đó, thưa quý vị. Thì khi mà nếu mà mình hiểu kinh tụng cái phương diện đó, là mình không bao giờ mình hiểu được cái nghĩa sâu sắc. Tại vì
vị hiểu á, khi mà nói là kinh tức là những lời dạy của Phật Toàn Giác, mà một khi chúng ta hiểu được, ngoài việc tụng kinh, nghe kinh tụng đi, rồi chúng ta hiểu được ý nghĩa và chúng ta thực hành theo á, thì chúng ta sẽ có được cái hạnh phúc gọi là ngay trong hiện tại, đúng không? Hạnh phúc thế gian và thậm chí là hạnh phúc xuất thế gian, tức là chúng ta nghe bài kinh đó chúng ta thuộc, chúng ta đem thực hành, đúng không? Thì trong ngày vị lai hay có thể ngay trong hiện tại luôn, đúng không? Thì cái bài kinh tụng mà mình hàng ngày mình nghe, mình tụng đọc này nè, mình hiểu được và mình đem thực hành đó, thì giúp mình đó, đoạn tận khu chứng ngộ niết bàn. Đó là ý nghĩa mà tột cùng, thưa quý vị. Còn ở đây sư sẽ phân tích cái khía cạnh mà hàng ngày á, tụng hàng ngày có tốt không và cái lợi ích như thế nào, đúng không? Thì mới nãy sư nói rồi, trong tâm tạng Bali, thưa quý vị, đặc biệt á, là trong bài kinh, trong kinh Trường Bộ, bài kinh Atanatissa, thì Thế Tôn mình có nói như vậy. Tại vì sư phải trích chánh kinh như vậy, nói dẫn chứng cho vị để vị biết là lời Thế Tôn nói về cái việc mà hành trì mà nghe kinh và tụng kinh nó như thế nào, đúng không? Thì Thế Tôn có nói như vậy. Nghe là Thế Tôn khuyên á, hàng cận sự á, hãy thuộc thuộc cái bài kinh này, bài kinh Atanatissa nè. Nhưng mà ở đây là chúng ta phải hiểu là không phải riêng bài kinh này mà những bài kinh khác luôn, đúng không? Những cái lời dạy của ngài đó, hiểu đúng là những lời dạy của ngài đó, thì mới nói là kinh Atanatissa cho các cho hàng cận sự, có nghĩa là tỳ kheo ni, cận sự đó, nếu mà chúng ta nghe hoặc chúng ta học thuộc nó càng tốt nữa, thì sẽ được bảo vệ, được hộ trì, không có bị xâm hại, để sống được an vui, đúng không? Hay là trong quyển mà giảng giải về những bài kinh mà hộ trì á, của ngài Xỉ Lanh Đá, thì ngài có nói là như vậy. Thì những cái bài kinh mà tụng đọc gọi là kinh hộ trì á, hay là gọi là kinh Bát Thí Tát đó, sẽ hộ trì cho những ai tụng đọc và lắng nghe kinh này để lánh xa những sự nguy hiểm và nạn đói khác, tất cả mọi điều rủi ro đó. Nhưng mà vấn đề, lại một vấn đề nhấn mạnh đó, là quý vị nói là có tốt không đó, thì cái nãy sẽ có nói rồi đó. Nó tốt đó, để nó tốt đó, nó tốt theo đúng nghĩa nè, đúng nghĩa theo tinh thần mà lời dạy của Đức Phật đó, thì nó hội hội tụ thêm những cái điều kiện sau, thưa quý vị đó. Là như vậy. Thì trong quyển thì ngài Xỉ Lanh Đá có nói như vậy, để mà những bài kinh đó, đặc biệt là những bài kinh Bát Thí Tát nè, mà khi quý vị nghe hoặc là tụng đọc á, mà để mang lợi ích á, thì được tụng đọc hay lắng nghe một cách đúng đắn, thì có vài cái điều kiện sau đây nè. Thì cái ba điều kiện của người tụng đọc á, là sao? Thứ nhất là họ phải được học và tụng đọc những bài kinh hộ trì này một cách chính xác và đầy đủ mà không bỏ sót, đúng không? Họ phải hiểu được ý nghĩa của các kinh hộ trì khi được tụng lên, họ phải tụng đọc với tất cả trái tim đầy hoan hỷ và với tự tâm. Rồi lại có cái ba điều kiện khi lắng nghe kinh, tại vì khi mình lắng nghe kinh, thưa vị, lắng nghe kinh đó, mình cũng phải là một đối tượng như thế nào đó thì mang lại hiệu quả, chứ còn mình là sống phóng vật, mình tham dị dục, đúng không? Mình nghe kinh đó chỉ mục đích đó là nãy sư có nói đó, là để mình cầu tài cầu lộc, được này được kia, thì cái đó nó đi ngược lại gì là dạy, thưa vị. Thì trong đây, trong chú giải có nói là ba điều kiện lắng nghe kinh là sao? Cái người đối tượng lắng nghe kinh là người không phạm một trong năm tội, là giết cha giết mẹ, giết bậc A La Hán, rồi làm chảy máu Phật và chia rẽ tăng chúng, thưa quý vị, không? Rồi lại là điều thứ hai là người không có tà kiến, như việc không tin vào nghiệp quả của nghiệp. Cái này đều rất quan trọng, tại vì nếu quý vị mang tiếng quý vị nghe kinh, đầu tiên cho nghe kinh đúng đi, cái mảng kinh sai thì đã sư đã nói rồi, không nghe kinh đúng đi, bởi vì là người tà kiến đó, không tin nghiệp quả của nghiệp, bởi vì nghe kinh để được thế này, được được lợi lộc, được thế kia, đó, thì cũng không có kết quả luôn. Và thứ ba là người lắng nghe những bài kinh bằng sự tự tin ở kết quả từ việc nghe kinh, thì sẽ tránh khỏi mọi sự nguy hiểm mà mang lại kết quả tốt đó. Đó là ba cái điều kiện mà để người kinh mà gọi là được kết quả tốt, như là cái vị ở đây hỏi hỏi sư đó, là tốt tốt thế nào, đúng không? Rồi bây giờ á, là sư sẽ nói về cái lợi ích, tại vì cái vế sau hỏi là những cái điều tốt khi kinh tụng á, là gì ạ? À? Thì cái lợi ích là gì? Thì ngài thiền sư Xỉ Lanh Đá có nói như vậy, chỉ khi với những điều kiện này đầy đủ nè, những điều kiện mà sư đã nói đầy đủ đó, đúng không? Thì người này mới thành tựu những lợi ích
của kinh mang lại. Do vậy, những điều quan trọng là khi kinh được tụng đọc và mọi người nên lắng nghe với niềm tin, sự kính trọng và bằng sự chú tâm. Hơn nữa, việc tụng kinh đó được phát sanh hai lợi ích. Những ai tụng đọc cho những người cho một cái gì đó và những người lắng nghe giống như những người tiếp nhận một điều gì đó đã được cho. Nếu họ không nhận lãnh những gì đã được cho thì họ không nhận được gì. Nói rõ hơn, nếu người nào không lắng nghe việc tụng đọc mặc cho những người khác tụng lên và người này làm các việc khác thì họ chắc chắn không nhận được gì đã được cho. Do vậy họ sẽ không thành tựu được những lợi ích của việc nghe kinh. Còn những cái lợi ích đó thì vừa rồi sư đã nói vậy rồi, lợi ích mà cao siêu, lợi ích tập cùng đó, là giúp cho mình hiểu được như là Phật dạy mình đem vào thực hành. Rồi sớm đoạn tận khu chứng ngộ niết bàn. Cái điều đó quan trọng. Còn điều thứ hai này là sư cũng muốn, có nghĩa là lời ngài thiền sư là rất phù hợp với lời đức hạnh tuệ nói chữ vị đó. Có nghĩa là mình nghe mình phải hiểu được rồi mình lắng tâm nghe, chứ mình nghe một cách hời hợt đó, mình rồi mình nghe với cái tâm mà mình không có trí tuệ trong đó thì cũng không làm lết gì nhiều. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời hỏi đây. Xin cảm ơn Đức Tuệ Từ. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.